hoặc www.tuyếtchuột.vn chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quyển sách 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates. Lời khuyên thứ nhất, thích nghi với cuộc sống. Tác giả Nguyễn Gia Linh, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, ấn hành năm 2007. Nội dung này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, đảm bảo uy tín, chất lượng, hiệu quả sau một tháng học tập, hỗ trợ gia sư tối đa khi nhận lớp, thu phí thấp. Bạn càng CD sách nói cho gia sư, phụ huynh học sinh, truy cập website www.giasudứcký.vn để đăng ký ngay. Liên hệ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, số điện thoại 0987 777 897, 0822 369 150, gặp thời gian. Tóm tắt nội dung: quyển sách này là những bài học kinh nghiệm được Bill Gates đúc kết từ những kinh nghiệm của chính bản thân. Ông chỉ ra cho những bạn trẻ cách làm người như thế nào, phải đối mặt với cuộc sống như thế nào, làm thế nào để thành đạt trong cuộc sống, từ đó giúp họ tìm ra con đường đi vững chắc cho riêng mình, vượt qua những khó khăn trở ngại để từng bước tiến đến thành công. Lời nói đầu. Đi lên từ hai bàn tay trắng năm 20 tuổi, Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành công nghệ phần mềm. Năm 31 tuổi, ông trở thành một nhà tỷ phú trẻ nhất trong lịch sử, kỷ lục này về sau đã bị phá. Năm 37 tuổi, trở thành người giàu nhất nước Mỹ, đồng thời nhận được giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc gia. Năm 39 tuổi, trở thành người giàu nhất thế giới. Sau khi Microsoft của ông có mặt trên thị trường cổ phiếu, đã trở thành công ty có giá trị cao nhất trên thị trường toàn cầu. Lợi nhuận thu được mỗi năm vượt qua tổng số lợi nhuận của 49 công ty phần mềm trong số 50 công ty phần mềm trên thế giới. Ông đã trở thành đối tượng khiến mọi người trên thế giới, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, kính nể và ngưỡng mộ. Sở dĩ Bill Gates có thể thu hút được sự quan tâm của mọi người như vậy, nguyên nhân không chỉ nằm ở số tài sản của ông. Có người nghi ngờ sự thành công của Bill Gates, cũng có người gọi sự thành công đó là một thần thoại khó có thể tin được, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, đó là Bill Gates không dựa vào vận may để đạt được thành công. Tập đoàn Microsoft của ông cũng không phải được xây dựng trên cơ sở của sự ngẫu nhiên. Bill Gates là một thiên tài máy tính, thiên tài quản lý, cũng là một thiên tài tinh thông về cuộc sống và công việc kinh doanh. Bill Gates cũng là một người bình thường giống như chúng ta. Ông biết làm thế nào, biết tận dụng ưu thế của bản thân để nắm bắt lấy những cơ hội, và ông đã thành công, có được tất cả những gì mà ông khát vọng như tiền tài, danh vọng, địa vị. Đằng sau những tài sản